Vậy thì ở Kit Startup thì có những cái dự án nào liên quan đến đầu tư tác động hay là khởi nghiệp và sáng tạo tạo tác động không ạ? Rất vâng, cảm ơn chị, câu hỏi rất là hay, bởi vì thực ra thì năm 2020 là một cái bước ngoặt rất là lớn của Kids Startup. Khi chúng tôi quyết định thành lập doanh nghiệp xã hội Kids Impact, là một doanh nghiệp được bảo trợ chuyên môn cho đến vận hành của Kids Startup, và dựa trên những cái lợi thế rất lớn từ phía Kids Startup về mạng lưới cho đến những cái kiến gọi là chuyên môn trong lĩnh vực, thì chúng tôi đã thúc đẩy Kids Impact để phục vụ riêng cho nhóm khởi nghiệp mà tạo tác động. Và cũng từ đó đến nay thì chúng tôi đã phát triển một số các cái dự án đáng kể, như là từ năm 2020 đến đầu năm 2021, chúng tôi đã chạy thử cái chương trình Impact F, là chương trình ươm tạo cho các nhóm khởi nghiệp, ươm tạo và tiền tăng tốc cho các nhóm khởi nghiệp tạo tác động với những nhóm đầu tiên. Và đến đầu năm 2021 thì chúng tôi cũng may mắn được hợp tác với cả Spring Activator, và dưới sự bảo trợ của In the Incubation Network thì chúng tôi đã chạy được chương trình tiếp theo là C Plastic, là chương trình ươm tạo các cái giải pháp thay thế nhựa. Và hiện nay chương trình cũng đã đi vào hoạt động vào tháng 8 năm nay cho đến kéo dài đến hết tháng 11 với 9 nhóm được ươm tạo. Cái hoạt động thứ ba mà chúng tôi đã triển khai đấy chính là hoạt động với GRI, Cross Border Genderless Investment. Đây chính là hoạt động xây dựng cái mạng lưới nhà đầu tư xuyên biên giới cho lĩnh vực tạo tác động và lồng ghép lăng kính giới vào trong đầu tư. Với chương trình này thì chúng tôi hợp tác với Spring Activator, iGen của Indonesia, I2I của Pakistan và Vingroup của Philippines. Và một chương trình thứ tư, Kickstart cũng là một đối tác, đấy là chương trình Climate Angel, là một chương trình cũng nhằm để xây dựng mạng lưới nhà đầu tư thiên thần cho riêng mảng khí hậu và tập trung đầu tư vào các cái startup đang giải quyết các vấn đề liên quan đến khí hậu. Và đây cũng là một cái chương trình mà cái startup có thể tận dụng được cái lợi thế về mạng lưới cũng như là chuyên môn của mình để giúp các bạn khởi nghiệp tạo tác động và giải quyết các vấn đề môi trường của Việt Nam, tiếp cận với các nhà đầu tư thiên thần ở khu vực. Và với cái thử nghiệm ban đầu này thì chúng tôi cũng hy vọng là dự án cũng sang cái vòng tiếp theo để có thể thúc đẩy được nhiều hơn các doanh nghiệp của Việt Nam tiếp cận được với nguồn vốn không chỉ ở trong nước mà còn ở khu vực.